Lần trước mình có chơi cái trò này và xuất hiện một cái ông gọi là cái ông ăn mày. Thì ông ấy cứ hỏi tôi về ý nghĩa của cuộc sống, yêu cầu chúng ta một câu trả lời mà tôi vẫn chưa tìm được. Nghe nói nó là một cái gì đấy rất là thú vị cho ngày hôm nay chúng ta hoàn thành nốt. Với tựa game đó không phải là hàng xóm của tôi hay là hàng xóm song trùng, hàng xóm chung sòng gì đấy. Mấy anh em ở trên màn hình là hội viên của kênh Duy Lê nhá, các bạn có thể chào YouTube không? À, sao nó không hiện chat nhỉ? Let's go. Danh sách hôm nay khá đông. Ở đây, nói với ông ăn mày phát, chính là ông này này các bạn. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Vũ trụ và tất cả mọi thứ. Like and subscribe. Không chuẩn xác rồi anh em. Thực ra với kênh mình thì chuẩn xác nhưng mà ở đây thì không chắc rồi. Các bạn nhớ like video và subscribe nếu các bạn cảm thấy video hay nhá. Ủa thôi, chỉ thằng này. Anh đi về đây anh. Thấy anh là không giống ở trên ảnh lắm này. Chúng áp chỉnh sửa gì mà ngoài đời trông khác biệt vậy anh? À, anh này không nói được thành lời luôn ạ. À? À thế à anh? Tại sao anh không có ở trong danh sách ngày hôm nay vậy? Nó không cáu anh em ạ. Thậm chí là nó cũng sẽ không thể nói được mấy cái câu cáu cáu tại vì nó không biết tiếng người các bạn. Và chắc chắn nó là một song trùng. Chị này là trông có vẻ giống 85223411150 à chị ơi, chị tầng mấy đây? F0201. Tôi là cư dân của tòa nhà, tôi làm nhân viên ngân hàng, thì như là theo tôi nhớ không lầm là tầng 201. Có chồng là Arnold Smith. Chúng ta đã nói ở mặt ngoại hình ha. ID sẽ check cuối cùng đi, tại con số đấy nó khó nhớ. Có nốt ruồi bên tay trái. Chuẩn rồi. Diện mạo là chuẩn này. Entry request là chuẩn này. Có ở trong cái danh sách ngày hôm nay không? Gloria Smith 0201. Có trong danh sách luôn. ID là cái thứ cuối cùng chúng ta cần phải kiểm tra. 6985223411150. 6985223411150. Ok. À đây, chị ý và chồng đều ra ngoài cho nên theo lý thuyết bây giờ gọi điện là sẽ không một ai được phép nghe máy. Nếu mà không ai nghe máy thì là ok. Nếu mà có một người phụ nữ nào đó nghe máy thì chúng ta buộc phải thiêu chị này rồi. Ôi giời, không ai nghe máy cả. Chị này legit. Tích tích tích. Cho phép chị đi qua ạ. Mời chị. Sao cho anh em nào ở trên cái video cũ bảo tôi đọc tên chị này nghe hay. Tôi không biết giọng tôi hay. Mia Stone 789564525115. Chị này thì ở tầng 301 và có chồng là một vị bác sĩ này. Đầu tiên là diện mạo chị này rất dễ bị nhầm nhá. Lần trước tôi chơi rồi và diện mạo chị này người ta đóng cũng gần giống đấy. Mắt này, mũi này, môi này. Làm nghề giáo viên, ok. Đã khai đầy đủ ở trong cái tờ này rồi. 9564525145. Ok, ID là đúng này. Entry request, chị này chị cũng nhận chị là giáo viên rồi. Là chuẩn này. Có trong danh sách ngày hôm nay không? Cái này khá quan trọng. Và sau khi hoàn thành bước đấy tôi vẫn phải gọi điện nữa cơ. Cho nên là anh em cứ thong thả đi. Có Mia Stone tầng 301. Complete the checklist này. Chúng tôi để gọi điện đã, bình tĩnh. Đừng vội, đi đâu mà vội chị ơi. Xin chào. Vợ tôi đang không ở nhà, chị này hình như là legit. Chị này là uy tín các bạn ơi, mời chị đi cho. Đây là McLeod Boys, một cư dân của tòa nhà. Đi shopping về, trong ảnh thì là không đội mũ. À đây, ở đây nó có nốt cho chúng ta là luôn luôn đội mũ, mũi to này. Có một cái goatee, goatee là gì không biết. Mọi thứ đều rất là legit rồi anh em ơi. Có trong danh sách ngày hôm nay luôn. Cho xem quả quái vật nào đi chứ. Cứ gặp người bình thường này, ngứa cái tay quá ta. Hay là thiêu vội một người nhỉ. Trường hợp xấu là cụ ý tự nhấc máy lên trả lời thì thằng cha này chết luôn với tôi. Trường hợp tốt là con trai trả lời. Nhà không ai nhấc máy cả. Khá là legit anh em ơi. Hoàn thành tờ này đi. Sao nhìn giống người bình thường quá vậy nhỉ? Đeo về em. À quên không show ID à? Được rồi, cứ để ID đây đi ha. Chúng ta hỏi tại sao không có trong danh sách ngày hôm nay vậy? Tôi không có trong danh sách ngày hôm nay ư? Ừ. À, tôi nghĩ có một lỗi gì đó. Đáng ra tôi phải ở trong danh sách. Nên gọi điện về nhà anh em ơi. Không tôi thiêu nhầm mất. Bây giờ gọi điện thì nên là bố anh ấy nhấc máy và bảo anh ấy không có nhà. Hoặc là có một cái lý do gì đó hợp lý cho cái việc anh ấy vắng nhà. 2668 này. Xem nào. Ambersky đang nói đây. Em trai tôi đang không ở nhà. Ambersky à? Đây hoàn toàn là có thể là hàng chuẩn. Ông này cũng không có trong danh sách. Nhưng mà anh trai bảo ông này không có ở nhà. Cái ông vừa gọi cho tôi tên là Ambersky đúng không nhỉ? Xin lỗi Ambersky nhưng mà có thể là cái người soạn ra danh sách sai. Nhưng mà tôi sẽ để em trai ông chết thay vì tôi. Xin lỗi hết sức thông cảm. Nhưng mà cái vấn đề đó là chúng ta vẫn không biết cái câu trả lời cho cái ông ăn mày.
Anh ơi, ban nãy có thằng nó giả vờ làm anh ấy, em kêu luôn rồi anh ạ. Anh có trong danh sách ngày hôm nay không? Anh có này, Francis Moser 23556941895. Anh này ở tầng 302. 23556941895. Mũi dài, short hair này, tóc ngắn, đội một cái mũ. Nói chung là đẹp trai, không phải tả nữa, nói chung là đẹp trai, ok. Đẹp trai và sống một mình, chưa cưới vợ. Thì đáng ra bây giờ tôi sẽ check bước cuối thì nên là không ai nghe máy. Tín hiệu tốt. Rồi, mời anh đi qua cho. Tôi muốn nhìn thấy những cái nhân vật mà nó xấu và nhìn nó dị, ok. A few minutes later. Quyền bình đẳng sắc tộc nó. Ôi trời ơi. Holy Jesus. Nhặt đâu vội được hai con mắt gắn vào vậy? Để hỏi nó xem nào, hay là thằng này nó không biết nói. Chịu rồi, nói luôn tiếng lợn. Gặp ngay vấn đề kỹ năng khi hóa trang rồi. Chị này nhìn cứ sai sai kiểu gì nhở? Trước đấy tôi đã cho vào rồi mà. Đây chắc chắn là hàng fake. Thật ra nên gọi điện phát nữa để check. Hoặc là Mia Stone lần trước tôi cho vào là hàng fake. Đúng rồi mà, vợ ông ấy ở nhà mà chúng ta vừa cho vào đầu game xong. Khả năng cao quả này là giả. Từ từ, nhưng mà chúng ta đã chọc chó một tí. Nhìn chị ấy là không xinh. Không phải hỏi nữa, nhìn chị không xinh. Mọi thứ đều ổn, à không ổn chị ơi, không xinh. Ủa ơi. Mày không dễ bị lừa nhỉ? Hay là cho chị qua nhỉ? Chị tức rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ... Ờ chuyện đấy cô. Làm yêu quái mà thái độ lổi lõm quá. Gặp đúng ngộ không rồi. Xin chào nhá. Illinois Surf. Như là bà này là giả mạo này. 90% bà này là giả mạo Illinois Surf đúng không? Gọi điện đi. Eleanor đang nói luôn. Cả chị và em đều đang ở trong căn hộ. Ok nhá. Chọc chó đi mọi người ơi. Cảm giác rất là hay khi mà các bạn cứ hỏi một người mà biết người ta đang nói dối ấy. Rồi không quan trọng này, hỏi tiếp, chọc chó tiếp này. Cho chọc cái đi. Bố bị nhọt với mày đấy. Tao không cho mày nói hết câu luôn cho mày cáu. Có trong danh sách ngày hôm nay không vậy? Raph Sterling Capuchin 0304 6329 này. Đọc đúng mấy số cuối thôi nhá. 6329. Rồi, đi thăm bố mẹ, bây giờ mới về. Bà này cũng chỉ là nội trợ, tức là không có nghề gì cả các bạn. Thì lý do ra ngoài thăm bố mẹ là hoàn toàn chuẩn. Đội một cái băng đầu này. Không phải là băng đầu, nó là cái bờm à? Các con gái gọi đấy là bờm đúng không anh em? Ừ, bờm đấy. Mặt dài, mũi to. Nói là xấu gái nha anh em, nó dễ hiểu. Stop it. Get some help. Hello, Alf đang nói chuyện đây. Vợ tôi đang không ở nhà. Cô ấy về chưa? Rồi, vậy là vợ không ở. Có thể đi qua này. Cho xem con quái vật nào xấu xấu đi xem nào. Another one. Ủa gì vậy? Thật ra con quái vật này có xấu xấu. Nếu mà để bà này vào ấy, tôi sẽ bị lộ cái vấn đề đó là tôi là một người bảo vệ tệ. Thà giết nhầm còn hơn. Chúc mừng cái con yêu quái ban nãy nó lừa tôi rồi. Capture 9. Giết nhầm một người. Bà ban nãy là hoàn thành rất là xuất sắc cái vấn đề cải trang rồi. Nhưng mà tại vì bà vợ thật, bà ấy về trước. May cho cái bà vợ đấy thật. Em đẹp lắm. Lần này mình sẽ speedrun anh em ơi. Anh em định hỏi speedrun kiểu gì à? Oh hi Mark. Ôi. Thôi không kịp rồi, kệ mẹ đi. Tôi vừa để bát giới vào rồi. 5 minutes later. Ăn mày. Thôi được rồi, như này nhá. Có rất là nhiều bạn đang xem livestream thì bạn ý đang cho mình cái đáp án rồi. Hoàn toàn là tin tưởng các bạn 100%. Tại vì không mấy khi mà chúng ta gặp được ông nam mày này và chúng ta không có nhiều thời gian để quay. Tôi điền luôn đáp án vào đây. 42. Chuẩn rồi. Thì sao? Tên khoa học của con động vật Úc. Thật ra con động vật Úc phải đọc đến đây cũng phải chắc chắn là 90% kangaroo rồi. Có thể là con gì khác được ngoài con nhảy nhảy chuột chuột đấy. Thay đổi diện mạo khi rời khỏi môi trường sống tự nhiên của nó là gì? Thật ra động vật Úc phải đến 90% là kangaroo đấy các bạn, đúng không? Nope. Ôi trời ơi. Sai rồi, làm lại đi. Màu quá tiền. Sao có những cái bạn mà bạn ấy cũng spam nhưng mà lại đáng yêu thế nhở? Nghe như tiếng nhạc. Môi của anh trai ban nãy trông đúng nghĩa đen là giống như cái bìu thật các bạn. Mấy quả làm mấy con Venom kia xấu ác. Đổi nhân vật đi trông... À! Đây rồi! Ngoan xinh yêu của tao.
tôi không nói thế được, cay quá. Chờ mãi mới được ông ăn mày anh em ạ. 42 được chưa ạ? Điều đó là đúng. Vâng, đúng. Nhưng mà tên khoa học của cái con động vật Úc mà thay đổi cái diện mạo của nó khi di chuyển ra khỏi môi trường sống là gì? Thật ra nói đến động vật Úc thì nó phải là 90% là kangaroo. Nhưng mà đây, để xem nào. Tôi sẽ gõ nguyên cái câu đấy ra Google. Anh em ơi, tôi vừa mới tìm tên khoa học của con gấu túi rồi. Nhưng mà tại sao ông ăn mày đấy, ông cứ hỏi mấy câu này nhở? Con gấu túi thì nó lại là có hai loại, nhiều loại gấu túi. Để chúng ta có thể ấy là, thứ nhất là con gấu túi đỏ, cái tên khoa học là Macropus rufus. Con gấu túi phía tây thì là gấu túi xám với tên khoa học là Macropus gigantus. Nói chung là nào đây à? Viewer cứu, cứu viewer ơi, cứu. Đây là sức mạnh cộng đồng này, đây là sức mạnh cộng đồng. Cứu, cứu, cứu thầy. Cứu thầy với. À đây là Dũng Trần này, nghe trông có vẻ rất là uy tín này Dũng Trần ơi. Từng chữ một nhá Dũng, đừng có viết sai chính tả nhá Dũng ơi. Anh không viết sai đâu, anh viết từng chữ em viết này. Chờ ro lu. Cho tất cả những anh em đang xem YouTube, cái vấn đề tìm ông ăn mày này mất thời gian hơn chúng ta tưởng. Tôi không biết tên khoa học cái con động vật đấy thay đổi diện mạo, cho nên là mấy anh em viewer ở kênh chat đang giúp tôi. Hy vọng các bạn có thể thông cảm cho vấn đề đấy. Làm các bạn thất vọng thì tôi xin lỗi. Tôi phải kiểm tra lại nào. Sai. Nếu như mà câu này đúng thì chúng ta hoàn toàn thể tin vào những câu sau. Psychrolutes, Psychrolutes này. Đang phát âm theo kiểu Việt Nam nhất có thể nhá. Macidos. Đúng không anh ơi? Ô, oh! Các câu sau cũng sẽ đúng. Chúng ta tìm được ending. Cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cộng đồng Duy Lê. Nhớ like video, đăng ký cho cộng đồng tuyệt vời này mọi người ơi. Câu này là tên của bộ môn thể thao mà cho phép người ta đấm vào mặt người đối phương. Wait a minute. Bởi vì họ sẽ kiếm được một miếng gì vậy? Chess boxing, tức là boxing cờ. Làm gì có cái môn này nhỉ? Nhưng mà thôi được rồi, chess boxing. Phải không ta? Thứ nhất là chess boxing là không có thật, nhưng mà tại vì đây là game, cho nên lần này tôi bỏ qua. Chess boxing là boxing cờ hả? Có thật hả? Chess boxing. Rồi, chess boxing có thật. Anh này anh căng thẳng rõ luôn. Môn này có thật nhá, chess boxing. Let's go. Đã đúng rồi này. Kiến thức mới. Kiến thức mới. Các bạn ơi, câu cuối cùng chúng ta sẽ được biết cái ending. Ít nhất bao nhiêu lần bạn sẽ phải gấp một cái tờ giấy 0.01mm độ dày để có thể che lấp được cái khoảng cách giữa trial và model. Trial và model là gì? Là địa danh có thật luôn đấy hả? Phải gấp bao nhiêu lần hả các bạn ơi? Gấp cái tờ giấy đấy bao nhiêu lần? Mặc dù nó là ý nghĩa là gì, ok, kênh chat đang bảo tôi câu trả lời sẽ là 38, cho nên là chúng ta sẽ cho số 38 vào. Chuẩn luôn. Và câu hỏi cái thằng cha này bị thần kinh rồi. Đây như là mã, một cái mật mã gì đó. Và viewer của tôi hoàn toàn cái phần này rất là secret. Nếu như mà không có viewer thì chắc chắn tôi không làm được. Nhắc lại một lần nữa anh em viewer YouTube, đừng có đánh giá tôi, thực sự nó rất là khó. Viewer của tôi đang bảo là khi mà dịch cái mật mã này ra, hành tinh nào trong hệ mặt trời, và đáp án là Uranus. Với cái mật mã này thì ý nghĩa của câu hỏi đó là không quan trọng nữa các bạn. Mình vừa mới tìm được một cái topic về tất cả những câu hỏi của ông ăn mày. Thì cái câu này người ta hỏi đó là vẫn là Uranus. Nó không giải thích cho tôi tại câu hỏi là gì cả. Mật mã của tên sao, thôi được rồi, Uranus có nghĩa là sao thiên vương. Uranus. Có phải không? Chuẩn luôn này. Ok, theo như FSM nóng lên toàn cầu, đó sẽ là hệ quả của cái sự thật rằng từ thế kỷ thứ 19, số lượng của 3.3.3 đã bị giảm sút. Xem câu trả lời cho nó nhanh. Pirate hả? À, nóng lên toàn cầu là vì không có cướp biển à? Tôi định trả lời thế mà. Ai biết điều đấy mà đúng không? Không có cướp biển nên là nóng lên toàn cầu. Chuẩn luôn rồi. Vì bạn đã trả lời tất cả những cái câu hỏi, bạn đã kiếm được cái danh hiệu của tôi. Và gì nữa ạ? Mau quá tiền. Tạm biệt. Tiền bảo tồn hết là bao. 10D cho sự nỗ lực của ngài và sự tuyệt vời của kênh chat. Cảm ơn N nhá. Không điểm cho cái danh hiệu này. Tao đâu cần cái này. Chào anh nha anh ơi.
Mình chỉ có một cái thắc mắc thôi, là nếu mà không có trang web này thì thực sự là có YouTuber nào có thể làm được cái nội dung này và trả lời hết tất cả câu hỏi, tại vì nó rất là vô tri anh em ạ. Nhưng mà phải nói thật là tôi rất thích bộ môn này, có lẽ là hôm nào tôi phải chơi phát. Các bạn cũng nên thử bộ môn này nhá, tôi thấy nó cũng khá là tốt cho sức khỏe. Video hôm nay chắc là kết thúc tại đây rồi mọi người ơi, nếu mà mọi người thấy bổ ích. Thật ra mình thấy khá là bổ ích, cái bộ môn boxing cờ đấy khá là bổ ích. Thì nhớ cho mình xin một like video và đăng ký kênh. Và hẹn lại mọi người vào những cái video tiếp theo nha mọi người. Bye bye các em, chúc anh em một cuối tuần vui vẻ. Bye.